mắm mình nạc quá, thơm quá mắm này, thơm chất luôn á anh Toàn. Dạ. Mày anh kêu nó lấy khúc nạc không à, không lấy cái đầu. Ngon quá, khéo quá chứ. Kêu nó lấy khúc giữa mà. Nước 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 mắt khăn. Nước 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 cà bông á. Cà cà đậm dữ ta. Ăn cà the đó khéo. Không được đâu, khéo ăn vô the rớt mắt. Mắm lợn lần bắt côn phải không? Dạ rồi ăn sao? Mắm lợn ra mà thấm tới bầu luộc còn gì bằng. Suốt ở trong ngọt ha. Giống thịt luôn á. Dạ, gõm thịt luôn á. Ừ. Cái này là ngon từ thịt mà ngọt từ xương luôn nè. Em xin chào cả nhà. Em chào cả nhà. Thì hôm qua thì bạn có ông xã em á, anh Toàn á, anh cũng có lại cho được á mấy khúc mắm cá lóc mà cả nhà. Cái sáng nay em đi chợ mua thêm được thêm miếng thịt ba gọi nè. Chút xíu em sẽ làm á mắm cá lóc á, chân thịt ba gọi cho gia đình ăn cơm. Vậy mà cả nhà cùng về bếp với hai chị em nha. Bữa nay thì ba với mẹ em á cũng mệt trong mình á, không có xuống nè cả nhà. Đây có mấy chị em à. Giờ á hai chị em mình á sắp thịt ra đựng mình chân mắm ăn cơm chị ba. Dạ, thịt chị sắt cho. Dạ chị sắt thịt cho em ha. Em đi sắt hành tỏi cái đựng hồi em trộn thịt mình chân mắm. Chị phải chuẩn bị vào hết luôn. Dạ, chị cho em mượn gấm hết luôn. Sắt mỏng mỏng nghe nè. Dạ, dạ chị sắt cái miếng thịt đó trước đi. Rồi em cho vô dung mắm nè, em trộn. Rồi miếng thịt đã gọi rồi mình sắt mình kho chị ba. Ừ. Thịt này chắc thịt cục thịt thăn quá da, mềm nè. Dạ. Em đây em sắt ít gừng rồi chị ba. Rồi cái mình trộn cho thơm. Đó, anh ba. Bạn nghe chị. Dạ. Ừ. Anh hôm qua anh Toàn đem cho được mấy khúc mắm rồi chị Trưng. Mắm ngon, ngon quá chị ơi. Trưng đi chị. Trưng đi ăn cơm ha. Dạ. Trưng hả? Dạ em Trưng. Trưng cái thịt ba gọi nè anh. Ờ bữa nay trúng tủ chẳng nữa. Trúng tủ. Vậy em với anh ba gần mưa tới chơi. Hai anh em đi dỡ lú lên sửa lại chơi. Rồi giờ hai anh em đi đi. Dạ, dạ. Chị ba ở đây làm cơm chút xíu cho ăn ha. Rồi dạo này nó cũng nắng nóng quá nè. Nắng nóng quá. Chào ở nhà nha. Nóng quá xuống mưa rồi cho mát đi. Vậy chị ba đây làm chị ba. Nhớ làm kỹ kỹ chị ba. Chị ba đi à. Đi cân lắc chính chị kêu cho ăn. Dạ. Chị sắp bà gọi này hay dạ. Dạ sắp bà gọi mỏng mỏng hồi mình kho tiêu chị ba. Chân mắm á, mình chân cho gần nhiều nhiều đi ba. Ăn nó thơm. Thôi cái em sắc thêm mớ hành á. Cho vô. Củ hành á dạ. Bẻ thêm mấy vài trái ớt nữa ha, cho vô cây cay á. Cái này như mình chấm chuối ăn được ha lên. Dạ chấm chuối, chấm rau nhiều lắm, lát nữa mình ra vườn. Chị thấy có quậy bùn chuối già ngon quá kìa. Dạ. Lát mình nói chung mình ăn mắm thì mình ăn rau nào cũng được chứ. Em sắc được ít gừng rồi đó. Giờ cái em sắc hành. Củ hành ra nè. Em trộn. Cái bằm hồi đó ngất thịt luôn chứ ba. Mấy ngày nay quá. Dạ mấy ngày nay biết sao trời nóng nực nè, hầm hì nè, ai cũng muốn bệnh chứ. Mấy ngày nay á mẹ cũng mệt lắm. Bữa nay mẹ chắc không xuống rồi. Mà trong bệnh chứ ba mấy ngày nay nghe mẹ than bệnh rồi nè. Với lại trời nóng nực nè á. Khó chịu quá ha. Mình, trẻ, mình chịu cũng nổi nữa bởi lớn nổi. Tuổi. Gắn được ngày nào hay ngày đó vậy mà. Thì mẹ phụ được bữa nào hay bữa đó. Bữa nào mẹ không khỏe thì mẹ nghỉ. Như mấy chị em mình làm hay chưa ba? Ừ. Cho vô cho sạch mâm. Dạ. Sắc xong cái hồi cái đi trụng cái chem bóp chưa ba? Ừ. Thật chị chắc rồi nè nha. Dạ chị sắc rồi cho vô dĩa giùm em đi. Chị cho vô đây nha. Dạ. Chị ấy thịt này qua vô tô cho cưng nha. Ha sao? Dạ cho vô tô đi em bóp luôn. Đó. Thịt này thịt mâm rồi nè, sắc rồi nè. Cái này chị đưa ra cho em em ốp. Rồi thịt này chị trộn giùm em đi. Chứ nó em ốp không khôn. Dạ. Chị dẹp bánh thớt nè. Thịt ba gọi nãy giờ chị ba cũng sắc nhuyễn nè. Giờ anh cho dĩ em ốp luôn. Anh cho đây nửa muỗng bột ngọt. Dặn thêm nửa muỗng hạt niêm. Anh cho thêm chút xíu đường. Tại vì mắm cá lóc này nó cũng hơi mặn á. Anh cho thêm chút xíu tiêu. Mình chưng mắm cho tiêu nhiều quá cho nó ngon. Cho dĩ hết mình trộn lên cho nó đều nè. Cho nó thấm vô miếng thịt đó cho nó vừa ăn đó. Thịt em trộn thì cũng đều nè. Mình cho mắm vô luôn đó. Mắm cá lóc quá người ta khứa sẵn vậy nè. Mình cho vô luôn. Mình để trên vậy nè. Đây gừng với hành đó. Nãy mình sắc nhuyễn rồi nè. Mình cho lên luôn. Thêm một trái ớt nữa, cay cay cho nó ngon. Mình ốp cái thịt á,
mình để đây là cỡ khoảng 15-20 phút á cháu thấm đi, mình hãy bắt lên mình chưng. Thịt chị chung rồi nè cứ. Chung rồi chưa? Chị đưa đây cho em mớp luôn chưa bay? Để chị đem dĩa gạo, thao gạo vô rửa. Dạ. Nó chị đem dẹp giùm em ha. Ừ. Anh lại bằm miếng hành tỏi cho em mớp luôn. Hành á mình đập dẹp như nè, cho nó ra chắc cái tinh dầu á. Mình ướp thịt ướp cá vậy nó mới thơm. Đó mình bằm nhuyễn ra. Hành đây cũng mầm nhuyễn nè, mầm thêm trái ớt nữa, đây ớt thịt luôn. Nó hành ớt mầm xong rồi, dầm cho thịt cho thao đừng có mốt. Thịt đó mình mua về á, mình trụng sơi nè, mình kho á, nó sạch, nó ít có bọt. Dầm cho thịt cho gia vị với mình ớt luôn. Đây hành tỏi ớt á, mình mầm nhuyễn nè, mình cho vô luôn. Mình cho đây một muỗng muối hộp. Dầm thêm mới nửa muỗng bột ngọt. Mình cho đây á 2 muỗng nước mắm. Mình dần thêm á 1 muỗng đường. Mình cho đây thêm miếng nước màu nữa. Mình cho đây thêm miếng tiêu nữa. Mình trộn đều lên. Mình trộn nó để đây là thịt cho nó thấm đi. Cỡ 15 phút nữa mình hãy đi kho. Anh tới cái bún anh ơi. Trời ơi cái này xuống đây cho nó mát lắm rồi. Trời ơi nó đã. Ồ. Sao? Dạ. Sao trời ơi mát đúng không? Ốc u ơi. Ủa bông ớt luôn nè. Ủa ớt đắng vậy không? Dạ tắt ra nè. Nè, em cắt đây. Cắt đi. Cắt đi. Chắc đem lại em tháo cây này. Em dỡ cái này lên. Mình cái lúa này hư mình dỡ lên cái mưa xuống mình sửa lại chứ. Đó. Cái này mình sửa lại. Cầm cũng cứng quá. Cái này mình yếu mình phải dùng thế nè. Nó cũng lên ha. Cái này mình rửa lại, mình sửa lại để dành mai mốt mình xài tiếp anh ba. Ừ. Hay chưa. Để đi gắn căng ngò mấy cái lú này đi, mai mốt mình có tép đồ cá rồi ăn anh ơi. Cầm nặng xuống này mát thì anh ba ha. Thấy vậy cái tre nè cắm dưới này nó sống luôn nè. Nó xanh tành nè ha. Lâu nó thiếu nước mà. Cái tre ấy nè, thiếu nước là cho lên bờ đi móc mình cắm lại. Nó anh ngồi này lên luôn à. Trên nhỏ nữa không? Từ đây còn cây gì ta? Còn cây gì đâu, dưới này nó để ngang rồi. Cây cháy dưới này. Cầm lạnh. Này cắm sâu thiệt. Này cắm gì không biết. Rồi. Cây nó cầm có 4 thước mà ai không ngu nè, không có tệ nhọn cái đâu chạm đậm xuống cái dưới thịt chết. Ừ.
vô nước à, uống nước nè, tốt rồi. À, dạ, cái gì em chưa bấm được. Một, hai, ba. Trời ơi, dữ vậy đó. Dữ gì? Ba. Bắt rồi. Rồi, chị Phương ơi. Cái nó. Rồi. Trời ơi. Quá trời ơi. Mất hơi. Quá trời cộng cái gì quá trời. Anh đi sao em kìm hai anh mèo. Cặp đó nói con sáng nhỏ không được. Quái vậy nè, bở gì đâu không. Trời nó coi dính này trắng ơi nè. Trời ơi về quá trời mới lôi nguyên cái. Em chưa cắt hết cái này ha. Vậy vậy. Không mà cái này cắm sâu luôn nè. Trời ơi. Nó cắm gần 2 thước. Xanh như dưới rồi. Ông muốn coi có gài cây gì không ta. Gài cây gì đâu dưới này. Không, không. Đúng gài cây. Này, có cây. Này, có mấy cây á. Chắc gài chuyện dưới này. Ngon bằng tâm anh ba. Đi lên đây, lôi lên đây, nước sạch sạch, mình giặt anh ba. Cái gì bận lắm á. Có khô luôn. Khô quá. Cô cá sạc á. Mà hết hồn. Cô cá sạc nhóc nè. Rồi dở cái đuôi ra luôn, tháo đuôi luôn. Hai anh em mình ra đây cắt mấy cái bầu nát vô ăn mắm kho anh chàng em còn á. Chào cả nhà ha. Em chào cả nhà, cũng quên nữa. Anh Toàn, cái bầu bự xích nè. Đây anh trái nè. Vậy anh Toàn cầm gỗ nha, em cắt nha. Đồ sau nè anh Toàn. Trời ơi, nó còn lông luôn á. Trời ngon quá ha. Dạ. Nó xèo. Nó xèo luôn, để em cắt luôn. Trời ơi, nó nặng sợ luôn á. Cho vô gỗ. Để em qua bên đây nè, em cắt thêm trái bên đây nữa. Nè bên đây có một trái bự nè anh Tâm. Sớm em nghe chị Sáu nói là ngày hôm qua anh vô thăm anh Sáu đó, thì anh đem mau mắm vô cho đó. Rồi bữa nay em thấy chị đem cái chân nè. Đi Châu Đốc về, em chở anh về em mua luôn vậy đó. Dạ. Muốn thử ăn được không? Để vậy bữa nay mình ra mình cắt bầu nè, lát nữa mình vô mình luộc cái mình chấm với mắm chân ăn. À, mắm ăn với bầu này hấp thấy ha. Cái bầu ngon sức ha. Rồi. Hai trái đủ ăn chưa? Để em coi dạ dạ còn nữa không? Còn với anh kia nè mà chắc đủ ăn rồi, để thấy cái dao ngóc luôn. Ôi, ở đằng kia có hàng rau muống lại anh Toàn, mình qua mình cắt mớ cho anh. Hai mớ chấm ăn ha. Dạ. Rau muống này rau muống kim á anh Toàn. Ừ. Thấy đây được không? Đây thấy cũng tốt nè. Mình cắt hả? À, mình cắt đi. Thôi gắn. Cái muỗng này ngon quá ha. Dạ. Cái muỗng này nhỏ nhỏ này ăn giòn lắm anh Toàn. Ờ. Này thiên nhiên luôn ha. Dạ, mình hái à, cái luôn. Một khúc ở trên vậy nè. Cái mình chượng khúc ở dưới này móc coi nó có lên nữa không. Mày ngắt cái trên thì nó tiếp tục lên nữa hả? Dạ.
cái vậy chứ còn chồng con gái ít ít vậy có rau này rau kia đồ mình có cái chút chút ăn nhá. Bởi trong đây tiện muốn ăn gì ra vườn hái thì có. Mà tính ra bác xá trồng hay chứ bộ, trồng cây nào cũng trái nhóc hết trơn. Trời anh toàn nhìn ớt kìa, trái nhóc trơn anh toàn. Ừ. Hết sức tốt luôn vậy. Đây là gỗ. Ồ cái nó tốt, cái xanh tươi nè. Con nhỏ nhỏ cái gì ăn mềm mà ngon lắm ạ. Dạ. Hái hết trơn nè mới đủ ăn quá lên. Hái vậy chứ nhiều lắm anh toàn. Ừ. Tuy nó nhỏ chứ mình hái thấy nhiều lắm. Mỗi thứ chút chút ha. Vô anh Toàn ơi. Dạ. Ở đây có mấy trái đậu nè. Mấy trái đậu bự mình hái luôn nè. Hái đi vô trồng coi có ăn gì ạ. Trái bự vậy nè. Trái bự vậy mà vẫn còn ăn được anh Toàn. Ừ, mà nếu mà mình không hái là để nó già uổng lắm. Ừ. Cho nó dài tí sợ luôn. Này rõ ràng chưa? Trái này nó già nè anh Toàn. Đó. Ừ. Rồi. Rồi ha. Dạ. Mỗi thứ chung chung chung. Nè anh Toàn thấy không? Bữa hổm á anh Trắng anh trồng được mấy cái bự ong súc mà nó cũng tốt rồi nè. Ừ. Mai mốt á chuyện chuyện tuần lễ là nó mọc ra có ăn rồi đó. Thấm á, em ớt nãy giờ cũng thấm nè, giờ bắt cái son lại cho em chân luôn. Ô, ba, má xuống ba. Ô, mẹ khỏe chưa, ba xuống rồi. Bà đây đỡ rồi, kêu xuống đây có chuyện gì phụ. Dạ. Thì đi dọc đường gặp bắp người ta bán đó. Dạ. Mua, đây nấu, nó ngọt á, mấy đứa cháu nó ăn. Dạ, biết nhà phải bắp, bởi đâu gặp bắp mua chứ ba. Cái món ngừa. Dạ, để nó nắc mượn chị ba nấu đó ba. Ừ, ra rảy chút coi. Cho mắm nó vô nồi xong nè, mình lấy nắp để em lấy hơi cỡ khoảng 20 phút đó, cho nó chín. Tại mình chưng có thịt nó chưng hơi lâu một chút. Rồi mẹ nấu cũng chín nè, giờ mình nhắc xuống bắt cá chảo nè, mình xấy tỏi mình coi thịt luôn. Cho chút xíu dầu lên, xấy tỏi cho nó thơm. Dầu nó cũng nóng rồi, cho hành tỏi vô luôn. Cho hành tỏi vô bỏ đi nè, cho hành tỏi nó vàng. Tỏi mình đã bây giờ nó cũng vàng nè, vàng cho thịt vô xào luôn. Mình thịt vô mình chơi cái nước ớt lại, xíu mình chơi như sao. Vô đảo liền rồi, cái thịt nó săn rồi. Bẻ mấy chơi chuối nè. Rồi vô chấm mắm ăn. Chuối này nó già nè. Chấm mắm chưng ăn là hết sảy luôn á. Bảy trái à. Nhiều là đủ ăn à. Ra mình là đốn bự chuối siêu nó chín, bự quá mà nó cao nữa nè. Mình đem chiếc xe hồi chở mới nổi. Quá trời cao. Giờ mình chặt cái này nè, giờ mình có lột cái nó dãy khúc này mình lôi nó xuống như nhẹ chứ cao quá. Bụi quá đỡ không nổi luôn, bụi quá thì bụi luôn, mình đổ kéo xuống đỡ không nổi nó đẩy luôn, đẩy chặt luôn. Ô, mình đỡ lên xe nó còn đẩy để đây cho nó yên để nó không dập. Quý quá thì ngọn đỏ chín đỏ luôn. Để qua bên kia mình đốn thêm một chú sáp nữa. Nãy lúc sáu có ra mua đem vô con bọc bắp nè. Em lột ra em cho vô nồi em nấu luôn. Bắt ngoài đây cho nó rộng nó mát nữa. Dễ nấu. Tháng nắng này nè. Mấy con mò nàng với bông dừa này nè. Chùm nó dễ cháy. Cháy hết sức rồi. Đã thịt kho mình coi nó giờ nó sắc gì vậy cũng được rồi nè. Dùm cho thêm chút hành luôn. Mình chơi miếng hành nè, nó thơm. Kho mình chơi miếng nước nè, chút xíu đó mình chấm rau anh. Bây giờ ba mới ra vườn nè. Thăm vườn thấy chuối chín quá trời, đúng được hai buồng nè. Dạ, chơi. Chuối sáp, chuối sáp chiêu ba, ấy cũng đỡ phụ cho. Ừ. Cái buồng này nặng rồi nha. Buồng hơi nặng à. Vậy là ba đứng lại đi, con đỡ ra cho ba cuộc. Để sáu dây chứ không được. Ôi đỡ phụ lên quá, cây già cao quá không đỡ rồi. Mấy củ cây ngang đây ba, cho anh củ xin đó đi ba. Rồi bôi, cắt lên luôn. Đúng rồi. Quá trời chuối xiêm đen này nó ngon, trái này bự bự thơm. Cái này tốt, trái quá, cái này chịu chuối xiêm quá. Dạ. Rồi. Ăn toàn. Dạ. Nha. Ôi chua coi này, nó chín đỏ ngàm rồi xuống. Chuối này ngon lắm á. Chả thịt kho em kho nãy giờ cũng chín nè, giờ em nhắc xuống đừng em bắt nước á. Luộc cải với luộc bầu luôn. Chẳng biết đang trái nè. Cái mình bắt nước mình luộc bầu luôn. Luộc bầu chút xíu mình lấy nước mình làm canh ăn luôn. Trong khi chờ đợi nước sôi á, xem đây nè, em bóc thịt kho ra luôn. Mình chuẩn bị em dọn cơm ăn. Ăn kho thịt đó em chờ nước nè. Xíu nữa mình chấm rau ăn. Tại vì chị ba giúp Linh đồ cũng không ăn mắm được, mình kho miếng thịt nè. Mình cho gia đình ăn luôn.
nãy anh Toàn có bẻ được mấy trái chuối chát nè, giờ em lột vỏ ra, em ngâm vô nước thao nước tắc nè, lát nữa chấm với mắm chiên nha. Lột cái vỏ này ra bỏ nè, em chừa cái phần trong này nè, hồi chấm ăn nó mới ngon. Em có chuẩn bị thao nước tắc cho vô cho nó trắng. Là mắm em chừng bây giờ cũng chín rồi, giờ em nhấp xuống em lấy ra luôn. Quá trời mắm thơm à. Thơm hả chị? Bay mì cơm ha. Nước sôi thì đã chị ra cho rau vô luôn. Dạ bắt nước rồi sôi chị cho vô nhà em đi. Ồ quá trời mắm thơm mà chị ba ơi. Đây để em lấy ra luôn. Thơm gừng rồi thơm mắm rồi đủ thứ nha. Chị ba chuẩn bị giùm em cái dĩa cho ba. Em bưng cái chị để vô liền chị ba. Đây 1 2 3. Cái này nóng, nóng lắm à. Để cho rau vô. Cho cải vô chụm chụm đi. Này là ngọt tới luôn á. Trong nước hồi nãy em có cho gì vô rồi đó. Cho hết vô luôn. Lấy đôi đũa nó dễ trộn hơn nè. Lấy đôi đũa nó dễ trộn. Nó làm sôi cho cải vô xanh đâm luôn hả chị? Nó bởi nó chị sáng chị cũng chín nè. Giờ em sắp rau rồi, dọn cơm ăn luôn. Có rau muống nè, với chuối với con súng nè, em cho lên cái ít chút chút vậy. Chấm mắm chừng ăn ngon lắm. Chắc cũng xong rồi, giờ em bưng ra dọn cơm ăn luôn. Bữa nay cũng có anh Toàn đi chơi cả nhà. Hôm qua anh Toàn có đem tặng cho được mấy khúc cá lóc nè. Cái em đi chợ mua thêm bít thịt nó giờ cái em chưng mắm cá lóc cho nhà ăn cơm luôn. Giờ mắm em cũng chưng chín này. Em mời cả nhà dùng cơm với anh em nha. Mời cả nhà dùng cơm. Để bác Sáu múc mắm ra cho. Bữa nay mẹ bệnh là bởi mẹ không có xuống ăn cơm với mình hả ba? Mẹ bệnh đột xuất nhức đầu rồi. Giờ đây múc mắm ra, ba múc mắm ảnh cho mấy anh em ăn luôn ăn. Trời lắng lực, dạ, mắm rồi, đây. Mắm mình nạc quá, không quá này. Thơm chứ luôn á anh Toàn. Này anh kêu nó lấy khúc nạc không à, không lấy cái đầu. Biết, ngon quá. Khéo quá chứ. Kêu nó lấy khúc giữa không à. Nước mắt khăn. Nước ha, nước ha. Nước với ớt ha. Như đây có thịt rồi ba. Nước với ớt luôn ha. Nước ớt cũng chịu. Lọt sai. Thì miếng nước là chấm chuối à. Dạ. Rồi. Mời mấy anh dùng ăn nha. Ủa mời mấy anh dùng bữa à. Ăn tự nhiên á. Tự nhiên á. Rồi vô. Chuối là món bắt luôn á. Chuối là món bắt luôn á. Tính nấu gì nấu đại đi đừng có ngập ngừng. Đã khai vị mà. Vừa ăn lên á. Này hơi cay. Dạ. Cay cái vịt liền nha. Chưa có ăn hết mà. Nấu cay. Không muốn vịt vịt à. Thế thấy không? Mình muốn à, muốn này ngon à. Lâu quá em không ăn trái hoa. Anh thử miếng mắm. Trà hoa chấm với mắm nó vô à. Mắm ngon quá rồi. Lâu quá em ăn, lâu quá không ăn trái hoa này. Mắm con Toàn mua lâu ngon quá trời ngon mà ngon ăn. Cái này nằm dặn cũng công đốc rồi đồng chiên gì chả đốc á. Mắm gà thì có lát rồi đừng ăn nha. Nước gà hết ạ. Bỏ tay thiệt. Ba gắn ăn nhiều lên ba. Có gà. Ăn gà mất rồi trời. Hả? Nó quay gà mất. Có dầm gì đâu. Nó nước nó gà. Muốn cầm miếng nhỏ vậy ăn mềm chứ ba. Ngon. Ngon. Ngon muốn kim á chứ ba. Kim muốn em chồng á giống em đó ha. Ai giờ lấy chuối quên bầu ha. Hai vị bầu nè, nãy xin ra. Bầu nó canh luôn chứ đâu phải luộc hả? Lấy nước mình canh luôn. Ồ, mắm lợn lần bắt cơm ha. Dạ rồi sao? Mắm ớt ra mà thấm tới. Bầu luộc còn gì bằng. Xúc ở trong ngọt ha. Gọt thịt luôn á. Dạ gọt thịt luôn á. Nó mặn ngọt. Cái này là ngon từ thịt mà ngọt từ xương luôn nè. Muốn cải luôn. Xương không ngọt. Cải còn khóc luôn chưa? Anh ba chỗ em mai mốt anh nước sôi á. Cho vô cái mình bắt vớt cái liền á, giòn. Từ xương mình ăn được. Chị ba không ăn mắm hả chị ba? Không, chị ăn có thịt kho nè. Có thịt đó. Đó. Mắm này con cá mắm này nó nhỏ mà. Cái mắm này cái nhỏ, cái lóc này nhỏ. Nhỏ cỡ ký mấy à? Nó cầm tay ha. Chú nãy giờ tới luôn chưa ba?
cho nó mắm quá trời luôn, cá chốt rồi cá trẹ nó vậy mà mắm mấy cái ăn sống không à, cái lóc đó. Mình đi qua dàn mắm nó dữ lắm à. Bữa nào anh đi mua giùm em mắm cá chèn anh. Mắm cá chèn thì mắm nó ăn sống á. À, đúng rồi. Mùa này còn có bằng chín nè. Có với lại mắm cá chốt. Có bông súng nè, em bỏ bông súng, em để bông súng ở đây nè. Anh Toàn dính thẻ của anh nè. Ngon muốn nè, ngon. Cộng nhỏ nhỏ vậy mà, dễ chấm. Giòn thì ngon. Giòn bầu rồi chẳng ai. Còn của mình bẻ ngoài cắt vô nè. Mắm vô mắm vô. Con cầm muốn sao mày? Nó muốn kim. Bầu quá ngọt luôn. Bầu bẻ vô luộc liền còn gì bằng hết sao? Mới bẻ. Ngâm thì bẻ anh Đồng. Rất là dẫn với đây để đi dỡ lú rồi phải không? Dạ đi vô dỡ lú rồi. Dỡ lú đem lên luôn á. Đem lên mình sửa. Tháng 10 đem xuống đặt tiếp. Ủa mình không mua lú mới không? Hả? Không mua lú mới hả? Không lú mới, lú này còn xài được mà, lú mới á. Tại tính lâu quá không có xài, tính mua mới á. Tại để dưới nước mà nó đóng gông á, mình chà sạch lên thôi. Lên đây mình giặt lại được anh. Thấy chú Chát thấy thèm quá chị Ba. Thèm ăn đi cưng. Chú Chát này. Ăn thoải mái. Em chấm với thịt kho, chú Chát nhảy vậy. Con vườn thì chuối này là bao luôn á. Mốt mình trồng thêm mấy cây khế nè không? Có con dạ không? Đó, cây khế mình trồng trước cửa đó. Có khế rồi không? Có nữa có con chim nào lại ăn khế trái vàng không? Thịt chị kho màu đẹp chút ha. Có. Nếu cây khế thì có trái mang lấy cái bao thì định. Nhắc khế tới nhắc nó tới đồng bò nữa. Đâu dám trồng xa đâu. Đâu gồng rồi chưa? Mắm cái sạc á sao? Nó vừa lời nó lấy xương ở trên mà. Phải không? Dạ còn thịt không à. Thấy thịt ngon anh nó kêu. Thử đi mắm sao thử được. Sống thử hả? Chuối à. Quá rồi, tắm mà lần vô tới à. muốn bự quá. Cái bầu rất ngon chị ba. Quá trời. Cải phải chấm vừa thấm ngon quá. Có gừng gừng nó đánh bụng. Cho gì chăng? Đậu bồng. Cho một chuối ạ. Dạ. Nhiều chứ. Sợ cái đó. Nó bể nhiều trái nữa này. Ngon khá là đã. Ngon quá. Lâu lâu được thưởng thức mắm châu Đốc một bữa. Con khoái món thịt kho này chị ba. Khoái ăn cực. Nhóc luôn. Chị chấm này. Bây giờ em quên ăn cả thề chứ. Ngon. Cái thề luộc. Chấm thịt kho. Để em bế cho anh Toàn. Ủa chút nè. Thì vừa hơi cơm cháy chú. Cơm cháy hả? Cơm thề luộc mà nó giòn quá ha. Dư mắm dạ. Cơm cháy ngon. Cái thề luộc năm nước chưa ngon thế. Rồi. Ăn bao nhiêu phải ăn đồng bốn. Thêm con bầu. Được hấp quá ta. Được chứ. Hình như có niêm hành chút cái húp ngon quá không? Thịt này rét rét không? Con tiếp đây. Mà con bữa nay làm như muốn hơi yếu hả? Hết đi cưng. Còn nhóc đây nè cưng. Mắm ăn mắm ngon không? Không yếu đâu. Đớt sặc quá. Sặc á. Ăn đây ăn nguyên khu ớt bự á. Đây để em giả ra. Rồi ngưng cục luôn à. Rồi một cục nè. Vừa dừa đang mình để vô cho nó vừa miệng phải không? Nhiều quá nó dư. Đợi anh ăn những cái miệng ngon thật chứ. Ừ.
còn cái muỗng nào đó sao? Ừ. Dạ. Dặn nghe chàng quá. Cũng nôn nữa. Nôn chứ nè. Con cũng nôn hết trơn á, nhưng mà con ăn cơm rồi con mới dạ. Hấp chân ghê luôn. Mụ này mình nếm ăn cà không chứ? Dạ, ăn trái cà nè. Dạ, ăn đi anh. Để chú em ăn sao? Cái cà. Cà bông á. Cà. Cà đậm dữ ta. Cà ăn cà the đó Khéo. Dạ. Không được đâu, Khéo ăn vô the rớt mắt. Nóc nè. Đó. Trời ăn lạ quá sao? Ừ. À, cơm thè thè ha. Cà ra cà tô mát với cà ra thiên cương cà tô ớt. Trời nó không có mới nghe đâu sao? Ừ, nó tên khác rồi đó. Không cay hùng ha. Cà tô ớt, tên nhỏ cà tô ớt. Bên bà bên đó hảo canh quá trời luôn chị. Ở đây để xíu anh mấy canh bệnh chờ mấy anh bệnh ăn. Bầu luộc á làm nước canh gì cũng ăn ngon hết ba. Con cái lèn. Con mới nè, ớt nó cay á, cay. Đây. Ăn đi trắng. Nó phải là đảo đâu. Đảo ngon lắm. Đã lấy tay cho anh canh hấp vô mất cay. Biết gì không, trắng nay khen canh ngon không? Cay hay quá. Thật ra anh chan chưa hết cay anh chan nữa. Bà ngon hay là trắng chứ đâu phải. Ngon. Ngon. Bữa nó có thấp quá. Tại em bầu nè. Mới cắt vô mình nấu ăn nó ngọt. Với lại phần chị Nhi miếng vừa ăn nữa. Mình ăn nó ngon. Tên đây còn là trắng. Dạ, đây, đây còn nhiều lắm chị. Còn à. Ờ, bật ra không cũng hết nữa. Đào ơi Toàn ơi, lâu gặp mắm ngon quá Toàn ơi. Dạ. Cái bún này cuốn một cái là ba ống cộng luôn á, nhỏ nhỏ. Ngon á, người bún. Dạ. Muốn này muốn kim mà em muốn kim. Trắng trong nè. Ừ, muốn nhà hả? Dạ. Muốn nhà. Em chồng ăn á. Trời ơi, anh phải ghi tên em cho nó hả? Trắng đó. Trắng. Cũng hiếm lắm trắng kim. Muốn à, đúng trắng rồi. Mà đều trắng kim. Có nhiều người hỏi em á cách chồng ra muốn sao được cộng nhỏ nhỏ gì vậy không em đâu có trời không đem cái đâu, đâu chị. Em cứ hẹo. Lại cưng nói giống cưng là sai rồi đó. Đâu có giống. Cưng bự mà. Ốm mà nó ốm mà. Ốm không có nữa, nó bự mà. Ý ta nói là chân dài. Chân dài thì có. Ta chồng cũng một cộng bự không vậy chồng chồng tương ngang không cũng hay à. Không tuy nó nhỏ nhưng mà nó giòn á. Giòn đều. Giòn. Nhỏ đều. Đều đúng rồi, ý ta nói đều á. Kêu bằng nó đều á. Này ốm quá ốm. Trời bữa hổm có người kia đi ngang mua chuối á. Là hỏi chỉ cách chồng hay sao cho chị chồng với em. Nói cái cách này ăn thì chị bứng mới về gian đây chứ. Chỉ đây không chị. Chỉ đâu. Không chị. Cái này em không chỉ. Cái này đâu, biết sao không? Không phải là anh trắng chồng nó muốn nhỏ đâu. Tại vì cái lội hạt cho muốn nó nhỏ vậy đó. Cho nên mình chồng ra nhỏ. Chừng nào chị có cái vườn vừa rập gì nè chị mới trồng được giống tôi. Người chồng chắc để ăn không chứ không bán được. Để mình ăn không rồi chứ không ai ăn chứ. Tại không bán chứ không phải là mua mày không bán luôn. Em mới xin thì em cho. Trời ơi. Mua em không bán. Chẳng là tại không chỉ đâu. Tại không biết người ấy chỉ. Biết chưa? Biết. Em đem bới cho. À phải. Cạnh này. Hai chén cơm. Chú này già tới già luôn rồi. Không, chú già. Già đến hết chát ha. Già hết ngon. Chú chát này ăn như già luôn, già quá. Ừ. Nói sao? Già quá nó không có độ chát, nó không có ngon. Nó hết chát rồi. Dạ. Rồi đó mình ăn chú chim á. Dạ. Chú chim mới chắc ngon. Dạ, gắm nên chiều nay cái món canh đặc biệt thì hết chân quá. Đắt quá. Toàn mới không chạy xe vô chơi anh Toàn. Không chạy vô chơi. Có anh em vui lắm. Cảm này vô vụ rồi. Này ta đi châu đốc. Thường. Đúng rồi lúc này đi châu đốc thường á. Giá Tết, giá Tết thì ta đi tắt chạy. Bữa nào đi cho em đi nha. Em làm lơn bữa. Đi không? Đi á. Đi châu đốc bởi mới có mắm ăn ha anh Toàn. Tại nhỏ lớn em chưa đi châu đốc bằng nào. Đi là phải mua dinh địch rồi đàng hoàng á. Sao vậy không? Núi hả? À, sao gió bay con vậy? Không phải. Con kiếm cục con đem theo bao xi măng 25 kg một cục OS mà.
sao nó sệ á. Nào đi dắt đi chơi đi, nó cắm nó chơi giờ nó thỉ rồi cũng vừa. Lúc trước nó cắm hồi chưa không cho đi nữa, giờ sao vậy? Không cho đi là nó đi đường khác, như cái đường nó bị lỡ phải không? Bây giờ cái đường đúng rồi, nó bị sạt lỡ. Giờ nó làm lộ lớn mà xe 16 chỗ chạy lên được đó mà. Đúng rồi. Bây giờ xuống hành toàn hồi đó đi châu đốc là đi đi lên mà núi đi, là đi lội bậc thang không mà trời ơi. Thang, đi xâm cấp không à. Đi từ 7 giờ tới 11 giờ trưa mới tới dẫn á. Thôi em cũng đi luôn. Không bây giờ tốt 150 ngàn. Tôi nhớ đó. Cái kỳ nào mà cưng đi nè, đi với má rồi. Về đi xe ôm. Cái qua mà chỗ mà cắt treo treo á. Em đâu có sức đâu mà đi tới 7 giờ tới 11 giờ. Má đồ chị hai đồ đi hết trơn luôn, có mình cưng với con gái cưng ở lại xe. Đâu có nhậm vậy lên đi chứ. Sợ á. Em đi là hồi xưa là chắc cũng 10 năm về trước rồi. Là chưa có cáp treo đâu, đi lội bộ không mà. Lội bộ đi ngang cái suối Thành Long ha. Lúc đó có cái suối á. Dạ đi theo em hay có suối đó. Người ta bán hai bên bán bánh xèo rồi. Dạ đúng rồi, bánh xèo. Bây giờ cái đường nó bít rồi, giờ đường nó không có đi nữa, giờ nó khóa nó làm lại. Cái lộ luôn, xe hơi chạy tới chỗ luôn. Đi lên nó thì mệt mà đi xuống thì cũng khỏe. Đi xuống là mà chừng không được, đi xuống cho nó chạy không à. Tại vì biết không, đi bây giờ lâu rồi phải, bây giờ cái đường lộ nó làm nó đang tới là 80 số á, chứ phải gần đâu mà mình đi dốc đi sao nổi. Bằng đây hơn chú cần á. 8 cây á. Giờ treo lực mình chạy lên tới lực cho nó đỉnh luôn. Nó không cho. Không cho. Mình tới đó mình phải mua vé lữ hành. Mà không đi xe ôm đơm, mà không là bên kia đi cáp treo. Cáp treo thì 200 ngàn người còn. Vậy nó mới có là dịch vụ nó làm được chứ. Dạ. Vậy nó không có, tới đó nó không cho đi, mình đi khúc mình đi không nổi. Nó mới có tiền năng khúc đó chứ. Ừ. Nó chớ. Cái lẩu mắm đây là ngon. Chứ xe chạy tới chỗ luôn á. Dạ. Bầu nó canh ngon. Canh bầu ngon á. Quá ngon. Đúng ra là hết luôn á, tại vì của mình hay chừa chừa á, chứ đúng ra bắt đầu tắt máy rồi là lại húp hết đeo đó. Nó kỳ. Thế rồi chừa chừa. Thầy đã dạy cho mấy bạn coi vậy thôi chứ. Rồi tắt máy rồi là còn cái tô không á. Vậy ăn hết đi. Thôi không được. Ngại quá. Ngại quá. Nay sửa được mấy cái lúa anh bà? Con cái à? Con cái hả? Hai cái. Dạ. Lúc mày cũng tháng gần mưa đó anh ba, cái mình sửa mình đặt lại cái mới. Mốt có vậy mình gửi chị, mình gửi cho nó sẵn ra. Mua ráo lại. Cái nào hư thì mốt chị mua cái tháng mình đặt lại. Nó hơi lủng ít thì mình giá lại. Sao? Đúng rồi. Bữa nay thì cũng có mấy em vô chơi ở nhà sẵn cái xương phụ á, sửa lại mấy cái lú á. Đây em cũng đi chợ mua được cái miếng thịt ba gọi nè, giờ em chưng chung với mắm á chứ đừng ăn cơm. Thôi thì bữa ăn của gia đình em đến đây cũng kết thúc rồi. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã bỏ thời gian với báo xem video nha. Và gia đình em xin chào và hẹn gặp lại những video kế tiếp. Bye bye.